Em xin chào anh chị. Hôm nay thì em có lượm lặt được một số mặt hoa của cây dại hạt năm cánh trắng Phú Thọ anh chị. Thì em làm một cái clip ngắn này đăng lên mời anh chị cùng ngắm. Thì như anh chị như cô chú anh chị biết rồi á, cái mặt hoa năm cánh trắng Phú Thọ nó là một cái mặt hoa biến thiên. Tức nghĩa là nó có thể cùng là một cái giống đó nhưng mà đi vùng khác nó sẽ nở ra một cái mặt hoa nó màu nó khác. Còn riêng về cái khuôn thì nó vẫn là cái khuôn Phú Thọ, nó không chạy đâu khỏi hết. Nhưng mà cái màu của nó thì có thể là đi mỗi vùng thì nó có mỗi cái màu khác nhau. Nên cây Phú Thọ nó rất là giá trị, nó nằm ở chỗ đó. Ngoài ngoài miền ngoài á thì cái độ biến thiên nó rất là không phải nó ít. Ý là cái độ biến thiên của nó không có nhiều, nó không có nhiều mặt hoa. Còn riêng vào trong vùng trong này, đặc biệt là vùng Lâm Đồng anh chị, ở Lâm Đồng thì rất là nhiều người có Phú Thọ và mỗi người sẽ nở ra một cái mặt hoa khác nhau ở trong vườn của họ, tuy là cùng giống. Thì cái đó thì chắc là ai cũng biết rồi. Chủ yếu clip hôm nay em xin phép nói chung là em lượm lặt những cái hình hoa năm cánh trắng Phú Thọ trên mạng á, thì có thể là sẽ lấy chúng hình của ai đấy ở trong cái clip này sẽ em lấy thì sẽ có thể là chúng hình của ai đấy, thì em cũng xin phép người đó cho em xin cái hình đó để em đăng lên, em làm cái clip này để cho mọi người cùng ngắm. Thực sự thì em làm cái clip này cũng chỉ để ngắm thôi chứ không có hình thức kinh doanh gì trong này, nên em mượn cái mặt hoa đó mong anh chị cũng thông cảm. Hình thì em cũng lên Google em tải thôi, những cái mặt hoa ở trong nhóm á, những cái hình mà anh chị đăng ở trong nhóm để cho mọi người cùng ngắm, thì em xin phép lấy những cái hình đó về làm thành một cái clip. Còn cây đây là một cái cây Phú Thọ của em, thì anh chị thấy không, nụ nó lớn như vậy rồi nó vẫn còn cái sọc này. Đây là cây năm cánh trắng Phú Thọ, nó vẫn còn sọc này. Còn lúc mà nụ nó mới vừa nở ra là nhìn hết hồn luôn anh chị. Nhìn nó tím luôn á. Nhìn nó có màu tím luôn á. Nếu mà mới nở ra một phát, mới nụ nó vừa mới xì ra một phát thì nhìn không thể nào biết được đó là cái nụ của Phú Thọ, càng lớn thì nó càng phai đi. Và khi nó lớn được cỡ này rồi nó vẫn còn tím ở đây nè anh chị thấy không? Nên cây Phú Thọ này độ biến thiên nó rất là nhiều. Riêng trong vườn em thì đã có hai mặt, đã nở trong vườn hai mặt hoa khác nhau rồi. Thì em sẽ làm một cái clip ngắn đây để cho mời anh chị cùng ngắm về cái độ biến thiên của cái cây Phú Thọ.